Hướng dẫn ứng dụng ChatGPT vào việc viết content Facebook hiệu quả. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh YouTube của mình thì hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo để mỗi lần mình ra những video giống như thế này thì các bạn chính là người sớm nhất nhận được những video từ mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đề cập, thảo luận đến một cái vấn đề, đó là làm sao để ứng dụng ChatGPT trong việc xây dựng content trên Facebook hiệu quả. Thế thì thông thường thì để mà chúng ta xây dựng content ở trên Facebook thì chúng ta cần phải suy nghĩ rất là nhiều để chúng ta có thể viết ra những content, viết ra những cái nội dung để chúng ta đăng lên trên Facebook. Nhưng mà kể từ ngày mà ChatGPT xuất hiện thì cái việc mà viết content nó được dễ dàng hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể biết được những cái cách để chúng ta sử dụng ChatGPT để viết content cho Facebook hiệu quả. Thì hôm nay clip này mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm cho các bạn. Thì hy vọng clip này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc của mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần đăng nhập vào cái phần mềm là ChatGPT nha. Đây là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm. Tiếp theo thì các bạn có thể là mở cái trang Facebook của mình ra, là trên trang cá nhân hoặc là trên fanpage. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái fanpage để làm ví dụ minh họa cho video này. Ok, thế thì mà để mà bắt đầu sử dụng ChatGPT để viết bài thì đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem là cái nội dung, cái chủ đề mà chúng ta chuẩn bị viết là gì. Thì các bạn cần phải chuẩn bị trước cái điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đầu tiên, là một cái phương pháp rất là thô sơ và phương pháp đơn thuần. Chúng ta muốn viết cái chủ đề gì thì chúng ta yêu cầu ChatGPT viết chủ đề đó cho chúng ta. Ví dụ thì mình đang viết bài cho một cái fanpage liên quan đến hoa lan hồ điệp, và sắp tới là ngày 8 tháng 3 là ngày liên quan đến phụ nữ và liên quan đến mẹ. Thế thì mình sẽ yêu cầu ChatGPT sẽ viết cho chúng ta một cái bài viết để giới thiệu hoa lan hồ điệp làm quà tặng cho cái ngày lễ này. Chúng ta sẽ cùng tham khảo nha. Rồi. Ok, đây là một cái câu lệnh mình vừa viết cho ChatGPT, đó là viết bài viết dùng để đăng Facebook gồm có 100 từ. 100 từ nha các bạn, 100 từ. Dùng để giới thiệu sản phẩm hoa lan hồ điệp làm quà tặng cho mẹ nhân dịp mùng 8 tháng 3. Rồi, mình sẽ bấm enter. Chúng ta sẽ chờ trong giây lát để ChatGPT viết cho chúng ta nha các bạn. Ok, mình sẽ cùng đọc cái nội dung mà ChatGPT viết cho chúng ta nha. Chào các bạn, sắp đến ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, bạn đang tìm kiếm một món quà ý nghĩa cho mẹ của mình. Hãy để chúng tôi giới thiệu sản phẩm hoa lan hồ điệp đầy quyến rũ và sang trọng. Hoa lan hồ điệp là một loài hoa được yêu thích bởi sự độc đáo và đẹp mắt của nó. Hoa lan hồ điệp không chỉ là một món quà tặng đẹp mắt mà còn là biểu tượng cho sự thanh tao, quý phái và tinh tế. Một bó hoa lan hồ điệp tươi sẽ trở thành một món quà ý nghĩa để bạn dành tặng cho mẹ trong ngày 8 tháng 3. Chắc chắn món quà này sẽ khiến cho mẹ của bạn rất vui và cảm động. Hãy đến với chúng tôi để lựa chọn những bó hoa lan hồ điệp tươi thắm, đẹp mắt và giá cả hợp lý nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng nhé. Chúc các bạn sẽ có một ngày 8 tháng 3 tuyệt vời và ý nghĩa bên người thân yêu của mình. Các bạn thấy đây là một nội dung rất là hay. Mình cảm thấy rất là hay mà ChatGPT đã mang lại cho chúng ta khi mà mình yêu cầu nó viết ở trên Facebook. Có lẽ là 100 từ nó hơi dài quá. Các bạn thấy nó hơi dài phải không? Bây giờ mình sẽ kêu nó tóm tắt lại giùm mình ha, thử xem. Rồi mình sẽ kêu nó là viết ngắn lại một chút, khoảng 70 từ thôi, xem nó có viết được không. Đó, mình sẽ enter, mình kêu nó viết ngắn lại khoảng 70 từ thôi. Rồi các bạn sẽ chờ trong giây lát để nó viết nha. Ok, và ChatGPT đã tóm tắt lại cho chúng ta rồi. Nội dung sẽ là: chào các bạn, bạn đang tìm kiếm một món quà ý nghĩa cho mẹ nhân dịp mùng 8 tháng 3. Hãy để chúng tôi giới thiệu sản phẩm hoa lan hồ điệp đầy quyến rũ và sang trọng. Hoa lan hồ điệp là biểu tượng cho sự thanh tao, quý phái và tinh tế. Một bó hoa lan hồ điệp
tươi thắm sẽ trở thành một món quà ý nghĩa để dành tặng cho mẹ của bạn. Hãy đến với chúng tôi để lựa chọn những bó hoa lan hồ điệp đẹp và giá cả hợp lý nhất. Liên hệ ngay để được tư vấn và đặt hàng. Các bạn thấy, bây giờ thì nội dung đã được ngắn lại rồi. Và các bạn có thể sử dụng cái nội dung này để mà mình đăng lên trên fanpage của mình. Hoặc là nội dung dài này các bạn cũng có thể sử dụng để đăng lên fanpage của mình. Thì dài hay ngắn là tùy các bạn chọn nha. Bây giờ thì mình sẽ áp dụng thêm một cái kỹ thuật nữa để mình làm cái nội dung này nó phong phú hơn. Mình sử dụng cái một cái mô hình, đó là một mô hình AIDA trong marketing, để yêu cầu ChatGPT viết lại một nội dung khác tương tự như thế này nhưng có áp dụng mô hình AIDA. Các bạn sẽ cùng xem nha. Rồi. Rồi, mình sẽ yêu cầu ChatGPT viết lại bài viết này theo mô hình AIDA nha. Rồi, thì mình sẽ nói sơ về cái mô hình AIDA. Nó sẽ gồm có 4 giai đoạn. Đó là giúp cho khách hàng dễ dàng nhận thức được bằng cách là gây sự chú ý. Gây sự chú ý. Đó, các bạn, bạn thấy không? ChatGPT cũng đang giải thích cho chúng ta nè. Sau đó là sẽ bắt đầu quan tâm đến nội dung của chúng ta. Quan tâm ha. Rồi, sau đó sẽ là tạo cho khách hàng sự khao khát để mua hàng. Tạo cho khách hàng sự khao khát để mua hàng nha các bạn. Rồi, và cuối cùng là kêu gọi hành động. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại cái nội dung này thông qua cái mô hình là AIDA nha. Rồi. Bạn đang tìm kiếm món quà ý nghĩa cho mẹ của mình nhân dịp 8 tháng 3. Hãy để chúng tôi giới thiệu sản phẩm hoa lan hồ điệp độc đáo và quý phái. Cái này là tạo sự chú ý nè. Bây giờ là tạo sự quan tâm. Hoa lan hồ điệp được yêu thích bởi sự độc đáo và đẹp mắt của nó. Chúng tôi cam đoan rằng món quà này sẽ làm cho mẹ của bạn cảm thấy vui và cảm động. Tiếp theo, tạo ra sự khao khát. Một bó hoa lan hồ điệp tươi thắm sẽ trở thành món quà ý nghĩa, tinh tế để bạn dành tặng cho mẹ của mình. Nó sẽ mang lại tình cảm yêu thương và quan tâm đến mẹ của bạn. Cuối cùng là kêu gọi hành động. Hãy đến với chúng tôi để lựa chọn bó hoa lan hồ điệp đẹp và giá cả hợp lý nhất. Liên hệ ngay để được tư vấn và đặt hàng để tặng mẹ của bạn trong dịp một món quà 8 tháng 3 đầy ý nghĩa. Đấy, đây là một cái mô hình AIDA ha các bạn. Các bạn có thể yêu cầu nó viết một chủ đề nào đó theo cái mô hình này thì nó sẽ tách đoạn ra và các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Đó, và các bạn cũng thể dễ dàng chia đoạn trên Facebook. Rồi, các bạn có thể cóp từng cái này để đăng lên trên fanpage hoặc là Facebook của mình. Thì đây là một cái mô hình AIDA mà mình muốn giới thiệu các bạn để các bạn có thể kết hợp thêm trong cái việc là soạn thảo content. Bây giờ mình sẽ lại giới thiệu cho các bạn thêm một cái kỹ thuật nữa. Đó là chúng ta sẽ sử dụng thêm một số cái ngôn từ tạo ra sự thôi miên. Tạo ra sự thôi miên nha. Tạo ra sự thôi miên để giúp cho khách hàng của bạn được lôi cuốn hơn khi đọc nội dung. Thế thì mình có cái đường link này là website eti.vn này. Trên đây thì mình có đăng là 72 từ khóa thôi miên sử dụng trong việc viết content quảng cáo. Thì các bạn có thể là copy một cái đoạn nào đó, hoặc là các bạn lựa chọn ra để nó tự động nó kết hợp cho mình. Rồi, giả sử mình sẽ copy cái đoạn này thôi. Mình sẽ copy cái đoạn này và mình sẽ yêu cầu là ChatGPT viết lại nhưng có sử dụng những cái ngôn từ này để tạo ra một cái content khác tốt hơn. Rồi. Rồi, mình sẽ yêu cầu ChatGPT viết cho mình nha các bạn. Rồi, hãy để chúng tôi giới thiệu sản phẩm hoa lan hồ điệp đặc biệt dành cho mẹ nhân dịp 8 tháng 3 theo mô hình AIDA. Rồi, đầu tiên là tạo sự chú ý nè.
bạn đang quan tâm, bạn đang tìm một món quà ý nghĩa dành tặng cho mẹ của mình vào dịp 8 tháng 3, chúng tôi có sản phẩm hoa lan hồ điệp mới nhất được chuyên nghiệp trồng, trọt và đảm bảo chất lượng. Hoa lan hồ điệp là loại hoa độc nhất, vô nhị, thể hiện sự sang trọng và quý phái. Chúng tôi đảm bảo rằng món quà này sẽ khiến cho mẹ của bạn vô cùng hạnh phúc và cảm động. Chúng tôi đang có chương trình giảm giá đặc biệt, giảm giá đặc biệt cho đơn hàng hoa lan hồ điệp, kèm theo miễn phí giao hàng tận nơi. Sản phẩm hoa lan hồ điệp của chúng tôi đã được thử nghiệm và đánh giá mạnh mẽ là tốt hơn và đẹp hơn hẳn so với những sản phẩm cùng loại khác trên thị trường. Các bạn thấy lần này cái content nó có vẻ nó hay hơn. Tuy nhiên là có một số chỗ thì các bạn cần phải chỉnh lại nha. Rồi, đặt hàng ngay lập tức để nhận ngay ưu đãi giảm giá và miễn phí giao hàng tận nơi. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm hoa lan hồ điệp đẹp nhất, to nhất và nổi tiếng nhất trên thị trường. Còn chần chờ gì nữa, làm thế nào để tặng mẹ của bạn món quà 8 tháng 3 đặc biệt nhất? Chỉ cần đơn giản nhất là đặt hàng trong hôm nay. Các bạn thấy cái nội dung nó được cải tiến dần dần theo những cái câu lệnh của chúng ta. Đấy, thì cái việc của chúng ta là chúng ta chỉ cần copy và đăng lên thôi nha các bạn. Đi xong chỉnh sửa một số đoạn cho nó phù hợp từ chat GPT qua bên banh fanpage, thì các bạn có thể trang trí một số cái icon giống như thế này và kèm hình, thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành đăng bài lên trên fanpage một cách bình thường thôi. Đó, thì trong cái video này mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể từng bước ứng dụng là con chat GPT để chúng ta có thể hỗ trợ cho chúng ta trong việc là đăng bài lên trên fanpage. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái plugin sẽ giúp cho các bạn là kiểm tra thêm một số cái ngôn từ mà Facebook nó hạn chế trong trường hợp là các bạn sẽ viết content cho việc chạy quảng cáo trên Facebook. Các bạn sẽ cần cài một cái extension nha, là ATB Content. Chúng ta sẽ cài cái extension này. Rồi, các bạn sẽ gõ vào trên Google cái từ khóa này luôn. Rồi, các bạn sẽ bấm vào nha. Rồi, bấm vào. Tại đây thì các bạn sẽ bấm thêm vào Chrome. Bấm thêm tiện ích. Rồi, ngay chỗ này thì mình có thể F5 lại nè, mình tải lại cái trang này. Rồi, ngay chỗ các bạn thấy khi mà mình sẽ cài cái extension là ATB Content rồi đó, thì các bạn sẽ thấy là có những từ mà nó đang tô vàng á, là những cái từ mà có thể nó sẽ thuộc vào hạn chế quảng cáo của Facebook. Thì các bạn sẽ cần phải chỉnh lại những cái đoạn màu vàng này thành những cái từ đồng nghĩa mà nó không bị màu vàng ha, nó sẽ không nằm trong cái danh sách những từ bị hạn chế. Thì các bạn sửa làm sao đó để nó mất hết cái đoạn màu vàng vàng đi, thì lúc này chúng ta chạy quảng cáo nó sẽ dễ dàng, nó được duyệt hơn. Rồi, thì đây là một cái mẹo nhỏ nữa thôi. Thì với video này thì hy vọng những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái kiến thức bổ ích để cho các bạn áp dụng vào trong công việc của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, có giá trị với các bạn, thì các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình. Bây giờ thì cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.